Gặp áp lực về cải cách năng lượng trong nước, tập đoàn dầu khí Pemex của Mexico chuyển hướng đầu tư vào dự án dầu tại các quốc gia châu Mỹ khác. Đây được xem là giải pháp cho số nợ vay và trách nhiệm với người bảo hiểm lao động mà Pemex đang đối mặt. Giám đốc khai thác của tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex cho biết, hãng này đang tìm kiếm đầu tư vào các dự án dầu tại Mỹ, Brazil, Colombia và Argentina. Mục đích là nhằm duy trì sản lượng sau cuộc cải cách năng lượng với yêu cầu tập đoàn này chia sẻ sản xuất trong nước. Trước đó vào đầu năm nay, để đối phó với tình trạng thiếu vốn đầu tư khi doanh thu dầu sụt giảm, Mexico tuyên bố cải cách ngành năng lượng, cho phép hãng dầu khí quốc doanh Pemex hợp tác với các hãng dầu khí nước ngoài, gia tăng đầu tư vào các dự án dầu trong nước. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pemex phải chia nhỏ thị phần sân nhà. Trong khi đó, hãng này lại đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Pemex đang tìm kiếm cơ hội bên ngoài Mexico. Chúng tôi tìm kiếm ở Mỹ, Colombia và Brazil. Mối quan tâm của chúng tôi hướng vào châu Mỹ và một số quốc gia khác. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ từ và dần phát triển ở nước ngoài. Sản lượng dầu của Pemex đã giảm từ năm 2004. Dự kiến Pemex sản xuất từ 1,9 triệu đến 2 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2018 và đạt sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027 sau khi đã trừ đi các hợp đồng bao thầu của đối tác. Hiện Pemex đang đàm phán với giới chức Mexico nhằm gia hạn thêm 2 năm để cho Pemex có thể huy động đủ vốn đầu tư vào 100 giàn khoan dầu trong nước. Số giàn khoan này được giao cho Pemex vào năm 2014. Nếu không đạt đủ vốn đầu tư, Pemex sẽ phải rút khỏi dự án này và nhường chỗ cho các nhà đầu tư ngoại.